Chào Trấn Thành. Thì sau khi premiere với báo chí thì nhận được những cái phản hồi từ mọi người đó, thì những cái phản hồi đó có nằm ngoài cái dự đoán của Trấn Thành hay không? Em cũng không có dự đoán nhưng mà em mong đợi thì đúng hơn. Em mong đợi mọi người thương thì đúng thiệt. Hồi nãy con bé trợ lý em nói anh Xuyên ơi, nhà báo nhắn em trời mấy anh chị nói là mấy anh chị thích quá, coi rất là thích. Thì trời ơi, mình thở một cái luôn, mấy chị biết từ tối tới về không có ngủ. Mình không biết người ta đón nhận ra làm sao, tại vì cũng phim thứ ba mà phim cũng gọi là tâm huyết chứ, mình làm gần 2 năm trời rồi, dựng cũng cả năm trời, quá trời lâu rồi. Mình ngồi mình đợi tự nhiên con bé nó nói xong cái giống như là kiểu mà cái luồng hơi nó trút ra. Thật sự may là được mọi người đánh giá rất 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 tốt luôn đó. Và nhiều người cho rằng đây là một cái tác phẩm nghệ thuật mà nó có thể phù hợp cho những cái đường đua của những cái giải thưởng chuyên ngành về điện ảnh. Thành ra nhiều người nói là mặc dù là biết là Tết là cái mùa dễ kiếm tiền nhất, nhưng mà thật ra cái mood phim này mà chiếu Tết thì nó uổng cho bộ phim hay không? Thành đã nói rồi, Tết mình đừng có nghĩ mình đi coi phim vui, coi phim hay đi. Cho nên là Thành nghĩ là mốt gì cũng vậy, chỉ cần các bạn bước vào rạp, cái nhiệm vụ của Trấn Thành là phải biến cái không gian đó thành cái không gian mà các bạn được tận hưởng. Giống như kiểu là ở ngoài nóng cỡ nào nóng, các bạn bước vào trong này là như một cái spa phục vụ khăn lạnh này nọ. Nó sẽ làm cho các bạn mân mê cảm xúc của khán giả. Khi khán giả bước ra là phải khỏe, phải enjoy. Đó là những gì mà Trấn Thành muốn. Cho nên mọi người đừng có lo gì hết. Tết năm nay cứ thoải mái xem. Và Thành tin chắc rằng là mọi người sẽ bước ra đạp với một cái tâm lý là mình vừa biết được câu chuyện từ một người bạn rất là hay, và mình đồng cảm với họ, mình cảm thấy rất là enjoy. Và mình cũng muốn là mọi người sẽ tốt hơn như kiểu trong phim. Thì đó là những gì mà Thành luôn muốn mang đến. Nhưng mà Kim Thanh có quen với rất là nhiều người á, thuộc nhiều tầng lớp á. Khi mà họ nhắc tới phim của Trấn Thành thì họ nghĩ đến là phim của gia đình, và là ví dụ như rating phải là P, mà phim này tới T18. Thì thật sự ra phim này thì thôi coi như là cho lâu lâu Trấn Thành nêm mặn chút xíu. Phim này nó 18 cộng. Thì khi quý vị ra rạp thì nhớ đừng mang con nhỏ theo. Đi với gia đình được, cha mẹ được, mà nói chung là trên 18 thì mình coi thoải mái. Dạ. Nhưng mà tính ra là phim Tết của năm nay á, phim mà dành cho gia đình nó không có quá nhiều. Dạ. Mà cái phân khúc dưới 18 lại cũng rất là nhiều. Thành có, tức là ngay từ đầu mình có tiếc cái phân khúc đó hay không? Tiếc chứ. Trời ơi, ai mà không được vô rạp là em tiếc á, tiếc hùi hụi. Mà khán giả em toàn là nhí nữa không á. Làm nhanh đi chấp nhí giờ ra được, ai em kêu chú Trấn Thành. Mê lắm. Nhưng mà Thành buồn nha, năm sau Thành buồn. Thành sẽ làm một cái phim thiệt là vui, enjoy từ đầu tới đuôi để mọi tầng lớp, mọi lứa tuổi, tất cả mọi người đều có đi xem. Và sở thích của Thành có phải là đi massage không? Thành mê massage lắm. Tại vì Thành làm việc căng thẳng quý vị, hay bị căng cơ, cho nên Thành rất là mê massage. Phải kiểu massage trong phim không? Quý vị biết là Trấn Thành bây giờ đi đâu làm cái gì mà người ta không để ý. Thành thử ra là quý vị yên tâm đi, em ngoan lắm. Và cái ý tưởng ngay từ đầu là một cô gái làm nghề massage, là thực sự là nó đến từ một cái chi tiết hoặc là một nhân vật nào đó, Thành biết không? Thành, tất cả những gì trong phim của Thành đều là do Thành quan sát và Thành hư cấu thêm. Mai không là một ai cả, Mai là rất nhiều người phụ nữ, rất nhiều câu chuyện trong cuộc sống mà Thành đã thấy. Và Thành tất cả những gì mà có thể xảy ra với một người phụ nữ, những khó khăn, những khuất mắt của cô ta, Thành đều muốn đưa vào cho cái nhân vật này để phù hợp với những gì mà cô ta đã trải qua. Thành sẽ không cố gắng dồn nhiều drama vào một con người, nhưng mà Thành chỉ cần biết là cái người phụ nữ đã từng trải qua những cái này, và nó hoàn toàn có thể xảy ra trong cuộc sống. Thành không có làm cái gì đó phi logic, mình phải làm một cái gì đó mà người ta coi, người ta nghĩ là nó có thể xảy ra, nó hoàn toàn có thật ở trong cuộc sống. Thì Thành nghĩ là cái bộ phim nó mới chạm được đến khán giả. Thì đó là những gì mà Mai đã mang đến cho quý vị. Nhưng mà ý là có rất nhiều ngành nghề, tại sao phải là nghề massage? Vì nó là một nghề luôn gây thị phi và luôn luôn bị định kiến. Chúng ta nghe nó massage, em nghĩ là massage là nghề nó rất là, nghe đúng quý vị người xưa nói cái massage, có cái từ luôn là gái massage. Tự nhiên nghe cái từ nghề người ta, trong khi cái nghề người ta là một cái nghề rất là đàng hoàng, học hành để đi làm cho người ta khỏe lại. Mình đang căng cơ, cứng cơ kiểu gì vào massage để mở, đó là đối với Thành đó là khoa học, đó là y học, đi ra khỏe lại. Thì nếu như vô hình chung ai cũng nghĩ nghề massage là một cái nghề bậy thì
đã nói rồi, không có nghề nào thực sự là xấu xa hết, chỉ có cái người xấu làm trong cái nghề đó thôi. Cho nên là Thành nghĩ là Thành chọn cái nghề này là vì mọi người vẫn luôn có định kiến về một số những nghề nghiệp. Ví dụ như người ta nói mẹ mày làm gì vậy, hút rác, cái tự nhiên mình nghe cái tự nhiên người ta có định kiến về cái nghề đó, mà trong khi cái nghề đó làm cho thành phố mình sạch sẽ lên. Thì rất là nhiều những cái nghề nghiệp trong cuộc sống như vậy nó đều mang một cái thành kiến nhất định. Cho nên là Thành muốn lựa chọn một cái nghề nào đó trong cái nhóm mà nghề bị thành kiến để làm một cái mẫu hình tiêu biểu để mọi người xem thấy là ai hoàn toàn chỉ có người xấu làm trong cái nghề đó thôi, chứ không có cái nghề nào là xấu cả. Một đồng nghiệp có nói với Kim Thanh là Trấn Thành hơi ác với nữ chính khi mà cho một cô này mà gồng gánh quá nhiều vấn đề. Ôi, cô ta phải gồng chứ, nữ chính mà, lấy lương nhiều phải gồng nhiều chứ. Cái đó là nói vui thôi, còn nói thật là tại sao nhân vật Mai lại gồng gánh quá nhiều thứ? Ôi, quý vị ở ngoài đời nó còn nhiều người gồng gánh nhiều hơn thế nữa, tại vì chúng ta đang ở Việt Nam. Dù muốn dù không, chúng ta vẫn thấy là còn rất là nhiều những cái mảnh đời khổ về kinh tế, về chồng con, về định kiến trong cuộc sống. Tại vì chúng ta đang trên đà phát triển, cho nên những cái điều đó nó vẫn đang tồn tại trong xã hội. Cho nên mình làm mọi cách nào đó để càng ngày xã hội càng văn minh, mình xóa bỏ cái ranh giới đó. Thì đó là lý do vì sao mà chúng ta muốn mang đến những cái bộ phim như thế này, để cho mọi người xem, mọi người thương phụ nữ hơn một chút kiểu vậy. Chứ tại vì trời ơi, ở dưới quê quý vị biết là còn nhiều cô còn khổ hơn cô Mai này nhiều lắm. Chứ Mai này là đỡ đó. Trong buổi họp báo thì có đặt vấn đề về việc Trấn Thành có phải là Mai hay không, thì Trấn Thành nói là không. Như vậy thì với cái dàn nhân vật ở trong đây á, Trấn Thành chia ra mình từng mảnh ở trong những nhân vật nào? Thành á, Thành nghĩ là Thành không có trong nhân vật nào hết. Thành chỉ cho cái mẹo vặt cho diễn viên để họ diễn tốt cái phân đoạn đó thôi. Chứ còn nếu mà Trấn Thành mà muốn đóng một cái vai nào đó, chắc Thành phải đóng vai là một hacker quá mới đã cái lương của tôi. Mà hiểu là tại vì sao là muốn làm hacker rồi. Mà thiệt ra là không biết là Trấn Thành có nghe người ta nói là phim của Trấn Thành với Trấn Thành nói đạo lý nhiều quá. Thành ra cái phim này mình thấy là trong cái ngôn ngữ nói chuyện của các nhân vật á, có tiết chế hẳn so với hai bộ phim khác, có phải đó là lý do không? Thành nghĩ nhé, cái thứ nhất là mình phải luôn luôn thay đổi để mình tốt hơn. Là khán giả có cái gì mà mình cảm thấy hợp lý mình nên thay đổi. Và ví dụ người ta khó chịu cái gì đó quá thì mình đừng cố thì mình trêu người, mình đừng có tiếp tục mình làm như vậy nữa. Thành cũng không nghĩ là hai phim trước Thành giảng đạo lý đâu, Thành không bao giờ nghĩ như vậy. Vô tình ngay lúc đó nhân vật phải nói ra câu đó thì nó là như thế. Nhưng sometimes thì sẽ có những ý kiến, người này thì sẽ cho rằng cái đó là một câu xoa dịu hay một câu chữa lành. Nhưng người khác họ xem họ cảm thấy đó là một câu đạo lý thì mình cũng không trách được. Tại vì sản phẩm nghệ thuật mà, mỗi người sẽ xem mỗi cái cảm nhận khác nhau. Cho nên Thành nghĩ là ok, mình hãy làm sao cho trung hòa được mọi thứ để cho mọi người tránh được cái cảm xúc đó là tốt nhất. Thì cái gì mình cân nhắc được, mình khéo léo đong đếm được thì mình hãy như thế. Trấn Thành có thấy cái vai diễn Mai á, nhân vật Mai á, là một nhân vật có quá khứ như vậy, xuất thân như vậy và cái background như vậy, học vấn như vậy đó, thì cái tính cách và những gì mình thấy Mai á, là cô này cổ quá tinh tế, quá trưởng thành. Đó là một cái điều mà Trấn Thành muốn nói với quý vị, là tại vì chúng ta luôn luôn có định kiến với một người có xuất thân hỏng có ở cái vạch đích. Chúng ta thấy là họ lùi hơn vạch đích, cái mình nói ô cái cô này không có ăn học nhà với nhà quê. Có rất nhiều người trời sinh ra là họ đã có cái taste sẵn, cái gu sẵn rồi, và họ có cái tầm nhìn khác với những cái người cùng trang lứa và cùng sống trong cái môi trường của họ. Họ sinh ra họ đã đặc biệt rồi, nhưng vô tình là vì hoàn cảnh, vì nghèo, vì gia đình hay là vì những cái không may mắn trong cuộc sống, họ bị giam cầm bởi những điều đó. Nhưng mà có cơ hội là họ sẽ trở thành một người khác liền. Cho nên that's why quý vị thấy là vì sao có rất là nhiều người làm CEO, mà quý vị hỏi những người CEO đó có xuất thân họ cũng đã từng là một người dưới quê như vậy. Cho nên là tất cả chúng ta đều nghĩ là cứ ai dưới quê hay là ai mà với những gì đã trải qua đều là một cái người đó. Cho nên trong phim quý vị thấy không, ta nói đánh giá đó. Ai cũng sẽ nhìn thấy một cái gì đó mà đánh giá người khác, sẽ không bao giờ như chúng ta nghĩ. Chúng ta phải tiến sâu vào cái vấn đề đó mới biết bên trong nó là cái gì. Thì những gì liên quan đến Trấn Thành trong năm 2023 thì bản thân là Thành cũng
hiểu nhiều, biết nhiều rồi, cũng không có nhắc lại nữa. Và hai cái tác phẩm trước của Thành là quá thành công, cả về giải thưởng lẫn về doanh thu. Thì cho dù là bản thân Thành không có đặt nặng đi, nhưng mà Thành cũng sẽ để ý là liệu người ta có còn thương yêu mình nhiều trong cái tác phẩm thứ ba, khi mà giới chuyên môn đánh giá tốt, nhưng mà công chúng liệu có yêu thương mình nhiều sau những cái vấn đề gây tranh cãi, hay là bây giờ có những cái mà những cái dư luận mà đôi khi người ta cũng chẳng cần kiểm chứng gì cả đó. Thành có e ngại đến cái yếu tố đó, nó ảnh hưởng đến doanh thu hay không? Tại phim này mình tốn tiền nhiều mà, đúng không? Thành chỉ nghĩ một điều đơn giản thôi quý vị, mình làm nghệ sĩ, cái việc của mình là hãy làm thật tốt tác phẩm của mình, và làm sao mà chúng ta có thể đi gõ cửa từng nhà để cho mọi người biết mình là ai, phải không ạ? Tất cả những gì mà mình làm nó chỉ có thông qua sự xuất hiện của mình và thông qua tác phẩm của mình, đó là hai cái nơi mà mình có thể cho mọi người biết mình là ai. Như vậy thì thông qua tác phẩm của Trấn Thành thì mọi người sẽ một phần nào đó cảm nhận được con người của Trấn Thành. Còn cái chuyện mọi người nghĩ như thế nào trước đó, có những hiểu lầm hay như thế nào đó, Thành cũng không nghĩ rằng là cái điều đó sẽ ảnh hưởng. Tại vì kiểu gì kiểu thì sẽ có một cái bữa buffet, thì sẽ có những món ăn mà người này thích ăn nhiều, người kia thích ăn ít, thì cái nhiệm vụ của mình là hãy làm thật tốt cái món ăn đó để thu hút được thật nhiều người đến để chọn cái món ăn đó. Đối với Thành đó là công việc của nghệ sĩ, là hãy cứ tập trung là làm thật tốt cái công việc của mình để những gì mình làm tốt nó được chứng minh bằng cái tác phẩm đó. Khán giả nhìn vào họ sẽ tin và họ sẽ thấy, và họ sẽ biết được đâu là tin fake, đâu là tương thật, và con người thật của cái người nghệ sĩ này là gì. Tại vì mình nghĩ là một cái tác phẩm phần nào đó chắc chắn nó cũng phải phản ánh được cái người tạo ra tác phẩm. Tại vì tác phẩm là con người, mình nghĩ sao thì mình sẽ làm tác phẩm như vậy. Cho nên là khi quý vị xem phim của Trấn Thành, quý vị sẽ hiểu Trấn Thành là một người thiên như thế nào. Thì Thành cũng chỉ biết làm tốt phần việc của mình thôi. Và sau cùng là có phải vì á, là người ta đã dán nhãn mình, một bộ phận công chúng nào đó dán nhãn Trấn Thành qua chuyện này chuyện kia như vậy, cho nên là Trấn Thành tự tin đóng một cái nhân vật mà nó cũng không phải là phe tốt cho lắm trong cái bộ phim này hay không? Thay vì mời diễn viên khác, thiếu gì diễn viên có thể đóng vai đó. Không phải đâu nha, Thành mê đóng phe ác mới chết chứ. Cái nết quý vị ơi, quý vị để ý nghe, em rất là vui tánh nhưng mà mê hát nhạc buồn, hát là phải lựa ballad buồn, rất là dễ thương, hiền lành và đáng yêu, nhưng mà rất thích đóng vai ác, muốn chết cái nư, đó là cái nư quý vị ơi. Em mê vậy. À, tức là do sở thích cá nhân thôi đúng không? Vâng, và cảm ơn Trấn Thành rất là nhiều, và chúc phim thu ít nhất 300 nha. Cảm ơn chị, và chúc cho quý vị khán giả một năm mới thiệt là sung túc. Năm nay là năm rồng, chúc cho mọi người thăng long.